Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái đế đổi series ổ cứng cho iPhone 4S và iPhone 4S đến 6 cộng của thương hiệu JC. Thì cái đế này các bạn mua nó là các bạn phải mua kèm luôn với lại cái Pro 1000S ha, chứ nó không có xài riêng được, nó không có được cả những cái cổng để gắn máy tính. Nên các bạn phải mua cái đế này muốn sử dụng, các bạn phải mua luôn cái Pro 1000S. Thì cái Pro 1000S thì mình nghĩ cũng rất là nên mua các bạn. Rồi thì các bạn sẽ gắn vào cái đế Pro 1000S đó, sau đó chúng ta sẽ bật cái nguồn lên. Khi các bạn bật cái nguồn lên thì tự động nó sẽ nhận diện được cái đế này và nó sẽ đưa vào cái tool để edit ổ cứng tương ứng. Sau đó thì các bạn sẽ gắn cái ổ cứng ngoài vào. Nó hỗ trợ từ 4S, 5, 5S, 6, 6 cộng và những cái iPad mini 1, mini 2, mini 3, rồi E1, E2. Nói chung là ổ cứng năng 64 bit á. Rồi các bạn nhấn start một cái, nó sẽ test ổ cứng các bạn thấy ha. Thì nó sẽ cho các bạn thấy cái thông số, thứ nhất là sao cứng 16GB, mã ổ cứng bạc 1, bạc 2, mỗi bạc là 8GB cộng 2 bạc lại là thành 16GB. Nếu mà các bạn nhận diện được một bạc thì ổ cứng nó bị hư một nửa rồi. Sau đó các bạn nhấn xuống cái trang ở giữa và các bạn nhấn extract để bắt đầu nó sẽ bung cái dữ liệu của ổ cứng này ra. Có nghĩa là nó đọc cái ổ cứng cũ á, các bạn thấy không? Đọc ổ cứng ra thì các bạn đổi series, các bạn chỉ việc nhấn vào, sau đó hiện cái bảng. Rồi các bạn nhấn tới lui để cho đúng cái vị trí mình cần cái đổi cái thông số, đúng không? Thường thì chúng ta sẽ đọc phải đổi hết luôn. Thì chúng ta nhấn delete nó sẽ xóa, còn nhấn back thì nó sẽ xóa từng cái số. Ở đây mình sẽ demo cho các bạn xem một vài số thôi. Không, nhấn đeo nó xóa hết. Bên này chính là WM là wifi các bạn. Còn BM là địa chỉ Bluetooth, còn này là cái mã của cái máy ở nước nào thôi, ZB rồi hoặc là LCA là của Mỹ rồi đó. Các bạn có thể đổi được. Rồi, Spy 2 coming soon, sau này nó update thêm thì cho tính tiếp. Bây giờ mình scan nó ra đi để mình adjust lại cho nó ra lại cái thông số series mới nãy ha. Rồi, khi mà các bạn chỉ đổi series thôi, đổi series, đổi wifi, đổi bluetooth, có nghĩa là các bạn để dành cho các bạn làm iLoud của iPad á, các bạn bỏ cái format tin đi, đừng có format ổ cứng, các bạn đổi cái đó không cần format đâu. Ở đây mình ví dụ một vài số thôi, nhưng mà khi mà các bạn đổi series các bạn phải đổi trùng với máy hoặc là các bạn mua cái series và mua wifi bluetooth nha. Thì những cái cách mua như thế nào và cách đổi như thế nào cho nó trùng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong những cái clip sửa chữa thực tế, còn cái clip này nó chỉ là hướng dẫn sử dụng cái box này thôi. Sau khi các bạn đổi, các bạn nhấn right vào và nhấn yes ok là nó sẽ bắt đầu nó nạp vào. Các bạn nhớ ha, đổi series, đổi wifi, đổi bluetooth thì chúng ta không cần phải format ổ cứng đâu, không cần format. Rồi, sau đó các bạn sẽ extract lần nữa để đọc lại nó đổi thông tin hay chưa, các bạn thấy chưa? IC fix và địa chỉ wifi bluetooth 6D6E, ok. Rồi, còn khi mà các bạn muốn đổi màu thì các bạn sẽ nhấn vào này, nó sẽ có những cái màu, đúng không? Có những cái RM, rồi có những cái boot đó, như boot này dành cho iPad nè, iPad 2, 3, 4 mini gì đó. Còn bên này là những cái boot dành cho đổi iPhone. Bây giờ thì mình sẽ thử thêm một cái tính năng nữa, đó là các bạn thấy cái nút sale đây. Rồi mình sẽ hay gắn cái ổ cứng này vào, sau đó thì mình sẽ sale lại thông tin của ổ cứng này, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ extract ra. Test ổ cứng thôi. Rồi, các bạn muốn sale lại, các bạn sẽ gắn cái thẻ nhớ vào ha. Thẻ nhớ nó có đi kèm á, nó đi kèm thẻ nhớ 1GB. 1GB các bạn lưu được nhiều lắm, không hết nổi đâu. Mấy cái file này nhẹ hiệu à. Nhấn nút sale, các bạn nhấn chắc là tự động nó chắc ra và nó sẽ sale, đúng không? Sale complete, nó sale vô cứng nó luôn. Thì các bạn nhấn open để các bạn mở cái file đó ra. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thử mình lấy cái file mà mình sale để mình nạp vào cái 5S này coi. Ổ cứng 5S này coi nó có thành ổ cứng 6 không? Mà mình khuyên các bạn đừng có nên làm như vậy ha, làm như vậy nó không có ổn đâu. Đó, thông tin này là thông tin cái ổ cứng 5S, nó lại mình đổi boot thành 6 các bạn thấy không? Open ra, đó nó sẽ ra cái ổ cứng 6 này lúc mà các bạn sale lại đó, các bạn chọn. Rồi bây giờ các bạn sẽ nạp vào cái thằng ổ cứng 5S này. Đó, lúc các bạn đổi boot thì các bạn click vào cái format đó, phải không? Click cái dấu format vào thì nó hiện, nó sẽ báo cho các bạn là lúc này nó đang format trắng ổ cứng nè. Sau đó nó sẽ nạp full cái boot mà các bạn read vào.
Nhưng mà mình khuyên các bạn là không nên làm như vậy đâu, tại vì mình làm thử rồi nó hay lỗi lắm. Có nghĩa là read full nạp full nó hay lỗi lắm. Tại vì đôi khi cái file của chúng ta read ra nó đâu có chuẩn đâu các bạn. Cái file mình read đó, chưa chắc nó chuẩn đâu. Nhiều khi ổ cứng của mình nó bị lỗi đúng không? Ổ cứng mình cần read đó, nó bị lỗi này lỗi nọ. Nên tốt nhất là các bạn chỉ save cái file đó lại để bạn lấy cái thông tin, lấy series, lấy cái file, lấy Bluetooth của bạn chụp hình lại á. Xong rồi các bạn lấy cái boot của chuẩn của JC á để các bạn nạp vào, sau đó các bạn đổi cái thông số bằng tay thì nó sẽ chuẩn hơn. Rồi. Và mới nãy mình nạp full boot luôn, nó báo nó 414 rồi phải không? Rồi bây giờ mình sẽ lấy thử một cái ổ cứng của 6 này. Bây giờ mình sẽ nạp lấy boot zin của JC á. Mình sẽ nạp bằng cái qua cái hàng 6 plus. Chọn đây. Rồi. Sau đó xem lần nữa coi chọn đúng 6 plus không? Ok. Rồi, các bạn read để tạo. Read một cái để nó tạo cái boot ra ngoài. Còn thấy không? Nó tạo ra một boot 6 plus. Rồi lúc đó các bạn đổi series hay đổi qua file Bluetooth thì các bạn cứ đổi trên này. Còn ở đây mình test cho các bạn xem nên mình cũng không cần đổi. Rồi giữ lít vào cái format tin, sau đó apply để nó format ổ cứng lại. Thì khi mà các bạn làm, các bạn nên, ví dụ như các bạn có thay đổi ổ cứng, các bạn nên đổi ổ cứng từ trên đổi xuống nha. Ví dụ như iPhone 6 các bạn đổi boot, các bạn đóng cho iPhone 5S, ok. Chứ các bạn đừng có nên lấy ổ cứng 5S mà các bạn đổi boot đóng cho 6 ha. Nói chung không nên đâu. Nên đổi từ trên đổi xuống thôi. Hoặc là 6 các bạn đổi qua 6 LED, 6 LED các bạn đổi qua 6 thì nó bình thường. Hoặc là những cái ổ cứng của iPhone đó, các bạn đổi qua cho iPad cũng được. Rồi chắc là lần nữa coi nó ra được cái thông số của cái boot của 6 plus chưa. Đó các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ gắn vào cái box test để mình restore coi nó restore ok hay không. Rồi thì các bạn thấy không? Đổi boot chuẩn của JC rất là chuẩn, các bạn đổi là ok đây nè. Còn mà các bạn nhớ lúc đầu ha, các bạn đừng có nên mà read full cái boot của một cái ổ cứng, sau đó các bạn nạp full ổ cứng mới, nó hay lỗi lắm. 4014 rồi 4013, nói chung nó hay lỗi, nhiều lỗi tùm lum đó. Nhưng mà các bạn nạp boot zin của hàng JC, sau đó các bạn sẽ đổi cái series và wifi bluetooth bằng tay á, nó sẽ ok hơn. Rồi như vậy thì mình sẽ tạm dừng cái video clip này ở đây các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, chào các bạn, chúc các bạn thành công. Thì những cái cách mà nạp ổ cứng một cách ở cái máy thực tế á, hoặc là những cái cách mà mua series khi mà cái ổ cứng nó chết á, thì mình sẽ làm cái clip hướng dẫn các bạn trong những cái video clip mà thực tế mình nhận được cái máy.